Hôm nay thứ năm ngày 11 tháng 10 năm 2020 Phật lịch 2564, giáo trình Thắng Pháp Abhidhamma, bài 33 thuộc tánh của tâm Chetasika, biên soạn Tỳ kheo Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp, ảnh lễ tam bảo. Chúng con thành kính ảnh lễ cung thỉnh thường tọa minh hạnh từ bi kinh lễ bái tam bảo. Nam mô Bích Tha Giá, con kính nhân Mích Chánh Sư. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiền thệ, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu của Đức Phật Bảo, nguyện cầu của Đức Pháp Bảo, nguyện cầu của Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vận tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thủ lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa minh hạnh. Dạ, đạo tràng con nghe. Dạ, cảm ơn Minh Vật, Quỳnh Sơn Suốt ạ. Dạ, cái máy còn bữa nay nó kiếm chuyện quá. Nam mô Bích Tha dạ. Con hành kính đảnh lễ Ngài Tự Xuyên. Con hành kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ, cảm ơn con tri ân sư, cảm ơn Hoa Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và bài học hôm nay là giáo trình thắng pháp Abhidhamma, bài 33 thuộc tánh của tâm Chetasika. Và con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Ngài Tê Siêu không được khỏe, còn kính nhân Mít Bánh Sư ạ. Nam mô Bụt Thầy, kính trình lễ chư Tôn Đức, trân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, khi mà chúng ta học về thắng pháp Abhidhamma thì chúng ta thực sự chú ý về bốn pháp chân đế, đó là tâm, thuộc tính của tâm, sắc pháp và niết bàn, hay là bốn pháp Paramattha, bốn pháp chân đế. Ở trong bốn pháp này thì tâm là phần đầu, chúng ta đã đi qua chương trúc bài học trước đây. Hôm nay chúng ta bước qua phần thứ hai, và phần này thường gọi là tâm sở hay là sở hữu tâm, hoặc giả là thuộc tánh. Thì phần này tất nhiên là một phần mà không thể thiếu khi chúng ta học về thắng pháp. Đồng thời phần này cho chúng ta hiểu nhiều hơn về cái gọi là tâm. Thật ra thì những khái niệm này được đề cập đến ở trong kinh đạn và ở trong tất cả tông phái Phật giáo đều có đề cập đến, nhưng riêng thắng pháp Abhidhamma của tạng Pali thì phần này được đề cập ở trong một tính cách tương đối rất là ly chi đặc biệt, và cho chúng ta thấy nhiều cái khía cạnh quan trọng về tâm thức cũng như
về Phật học. Chúng tôi mời quý vị nghe phần chánh văn và sau đó thì chúng ta sẽ trở lại với bài giảng ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Và sa thú thành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng đa từ bi dẫn nhập nhập bài học ngày hôm nay. À, cảm ơn Hoàng Nguyệt. Dạ, hôm nay biết máy của Nhật Bình nó có vấn đề. Dạ, cảm ơn Hoàng Nguyệt rất là nhiều cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, con xin được đọc phần chánh văn. Bài 33 thuộc tánh của tâm Cetasika. Theo thắng pháp Abhidhamma, có thể nói là kể cả toàn bộ Phật Pháp, tất cả hiện tượng của Pháp hữu vi, dù là đơn vị cực vi như mỗi sát na, tâm pháp hay sắc pháp đều là sự kết cấu của nhiều thành tố. Trong trường hợp tâm thức thì sự kết cấu này đôi khi rất khó hiểu, mặc dù hoàn toàn tương hợp với những gì khoa học trình bày ngày nay. Sự gặp gỡ và phân ngã rẽ giữa kinh tạng và thắng pháp tạng. Nói về tâm citta và những thuộc tánh cetasika, không phải chỉ có trong thắng pháp, không phải chỉ có trong tạng mà kinh tạng cũng có đề cập rất nhiều. Trong ngũ uẩn, thức uẩn, tâm còn thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn là những thuộc tánh cetasika. Điểm này rất cần lưu ý, vì nhiều người quan niệm rằng thắng pháp dạy những gì rất xa lạ so với kinh tạng. Nói như vậy không có nghĩa là hoàn toàn giống nhau. Đọc kinh tạng, thường người ta có cảm tưởng thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn sanh khởi và tồn tại độc lập trong lúc thắng pháp dạy tâm và các thuộc tánh đồng sanh, đồng diệt, đồng nương một căn, đồng biết một cảnh, hoàn toàn không có sự mâu thuẫn, chỉ có hai cách trình bày nên có khác biệt. Hai cách nói vĩ mô, micro và vĩ mô, macro, cần được nhận rõ ở đây. Như đã nói, trong Phật Pháp, dù là kinh tạng hay thắng pháp tạng, có gì có sự khác biệt giữa cách nói đại loại hay quy mô và quỷ mô. Theo kinh, theo cách nói đại loại thì núi nó thuộc địa đại, sông hồ thuộc thủy đại, vân vân. Nhưng trong cách nói quỷ mô thì một hạt vi trần có đủ bốn đại. Sẽ rất khó hiểu nếu cố gắng tưởng tượng tại sao trong một sát na mà có những thành tựu như xúc, thọ, tưởng, tư, vân vân. Pháp sư Giác Chánh dùng thí dụ như một chút nước canh trên đầu đũa chứa đủ những hợp chất của nồi canh. Người học cần dùng nhiều thí dụ để hiểu điều này. Theo cách nói vĩ mô thì những ý nghĩa tín, niệm, tam, quý, vân vân có mặt trong tất cả tâm tịnh hảo, và không nên hiểu những điều đó như cách hiểu bình thường. Những khái niệm tốt, xấu, thiện, ác cần được hiểu một cách khác hơn thường thức. Thiện ác theo thường thức, đặc biệt là tôn giáo, có những điểm khác với thắng pháp khi nói về các thuộc tánh. Ăn năn, hối hận sau khi làm điều ác được xem là thiện chí, nhưng hối quá là thuộc tánh bất thiện. Có những thứ mà trung tánh, nhưng khi tu luyện trở thành chi thiền, nhưng tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Nên học với tâm thái hồn nhiên hơn là đem những định kiến khi đạo thuộc tánh. Sự phân nhóm những thuộc tánh cho chúng ta biết nhiều những khía cạnh của tâm lý. Có thể nói, một trong những lợi ích lớn nhất của việc học thắng pháp là tính cách phân nhóm của các thuộc tánh. Thí dụ, thuộc tánh tà kiến, thuộc tham phần. Thông thường người ta có thể hiểu là tà kiến là si mê. Hai thuộc tánh tư, chê ta ná, có mặt trong tất cả tâm.
Hiểu rõ những điều này cho chúng ta cái nhìn tinh tế hơn khi học kinh tạng hay Phật Pháp nói chung. Sự kết hợp giữa tâm và các thuộc tánh cho chúng ta biết nhiều điểm tế nhị về tâm thức. Một điểm khác rất thú vị và lợi ích khi học về các thuộc tánh của tâm là sự kết hợp giữa tâm và thuộc tánh. Như trường hợp tại sao thuộc tánh suy có mặt trong tất cả tâm bất thiện hoặc cùng là trung tánh, nhưng chia ra hai nhóm biến hành và biệt cảnh. Những tương hợp tạo nên những khía cạnh sống động khi nói về tâm thức, ngữ và nghĩa. Trong Phật học thuộc hệ Hán ngữ Chitta được dịch là tâm vương, trong lúc Chetasika được dịch là tâm sở. Được hiểu như một triều đình mà không mà trong đó có vua và chủ vị và các cận thần là phụ thuộc. Ý nghĩa này giống với hệ Pali, nhưng ở đây không dùng vì người ta có thể hiểu tâm vương, tâm sở là hai thứ tâm. Ngài Tịnh Sự dịch Chetasika là sở hữu tâm, cũng mang ý nghĩa là thuộc tánh của tâm, nhưng trong tiếng Việt ngày nay sở hữu thường được hiểu là làm chủ cái gì đó, nên trong giáo trình này chọn chữ thuộc tánh. Nên cẩn thận, thấm pháp có cả rừng thuật ngữ. Điều này tự nhiên bắt buộc phải xài nhiều từ Hán Việt. Vấn đề là trong chữ Hán có nhiều cách hiểu khác biệt giữa từ vựng cổ văn và kim văn. Lấy thí dụ, chữ tác ý có thể hiểu là chủ tâm, tạo tác, mà cũng có ý nghĩa là tập chú. Ý nghĩa đầu có thể dùng để dịch chữ chê ta na, tác ý, tạo nghiệp. Ý nghĩa sau có thể dùng để dịch chữ manasikara, hai tập chú đối với cảnh như khi nói về thuộc tánh biến hành. Một thí dụ khác là chữ phóng dật. Phóng dật có thể hiểu là sự buông thả, giải đãi và cũng có nghĩa là dao động. Hai dịch thuật tinh thông Hán Việt là Hòa Thượng Thích Minh Châu và Hòa Thượng Tịnh Sự đôi khi có sự trái ngược trong cách dịch do vấn đề này. Thắng pháp Abhidhamma biểu đồ chư pháp y cứ theo đồ học do Ngài Trưởng Lão Tịnh Sự thiết kế. Dạ, cảm ơn. Xin mời quý vị vào cái link của Đăng Dòng Việt đưa lên sẽ thấy được bản đồ chi pháp thuộc tánh của tâm Chetasika. Điều đã nói là điều và điều sắp nói. Bài học trước là tổng lược về tâm, bài học tiếp sau sẽ là phân nhóm các tánh của tâm. Và bản chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh giác đẳng từ bi hoan hỷ giảng giải bài học ngày hôm nay. Con kính dâng mít đến sư.
Xin lỗi quý vị Phật tử, quý vị có nghe được không? Dạ vâng. Thưa quý vị, bài học ngày hôm nay chúng ta bước qua một phần mới khi mà chúng ta học về thuộc tánh của tâm. Ở trong từ vựng Phật học thì có cái chữ gọi là danh pháp, tức là nói về tâm, và sắc pháp nói về vật chất. Thì chữ danh pháp, chữ nama đó, có nghĩa là cái gì có tên gọi nhưng mà không có hình tướng, không có vật thể, thuộc về tâm thức. Và riêng trong danh pháp đó, thì được chia làm hai phần, là tâm và thuộc tánh của tâm. Có khi chúng ta nói rằng danh sắc có nghĩa là thân tâm, nhưng mà kỳ thật là chuyện đó không có sai. Nhưng mà riêng ở trong phần mà chúng ta gọi là danh đó thì gồm có tâm và thuộc tánh. Và đặc biệt khi đề cập đến những điểm này đó, thì thưa quý vị, chúng ta dạ quý vị quan khỉ chờ chúng tôi một chút. Và thưa quý vị, khi mà đề cập đến thuộc tánh của tâm đó, thì chúng ta phải đi qua một cái khái niệm tương đối là cần một chút tưởng tượng. Bởi vì giờ quý vị không nghe được, giờ quý vị chờ chúng tôi một chút nhé. Giờ quý vị có nghe được chưa? Sáng hôm nay chúng tôi có một chút trục trặc, cho quý vị. Cho quý vị nghe được không? Dạ vâng.
Nghe được hả sư? Dạ, con cầm mic bên phát lên. Rồi, dạ. Thưa quý vị, một cái khái niệm mà tương đối là xa lạ đối với nhiều Phật tử và kể cả người bình thường ở bên ngoài, đó là cái tính cách hỗn hợp của nhiều thành tố ở trong một cho quý vị quan hỷ chờ chúng tôi một chút nha. Thưa quý vị, cái khái niệm mà chúng ta phải làm quen khi mà mình học Thắng Pháp và đặc biệt là học về những cái thuộc tính của tâm, đó là những cái đơn vị cực quy, nó là một cái sự hỗn hợp mà kết cấu bởi nhiều thành tố và đôi khi nó vượt ngoài sự tưởng tượng của chúng ta. Chúng tôi có lấy một cái thí dụ ở tại đây là Pháp Sư Giác Chánh đó, có nói rằng khi mà mình lấy một cái đồ đũa mình nhúng vào nước mắm hay nhúng vào nước canh như canh chua hay là cà ri chẳng hạn, thì cái gì mà nó dính trên đồ đũa đó nó rất là ít, thưa quý vị, và rất ít lắm. Nhưng mà tuy nó ít như vậy, nhưng mà trong cái rất ít mà nó dính ra đầu đũa đó, nó đã có cái hương, cái vị, là một sự hỗn hợp của nhiều thứ. Mà mặc dù đôi khi chúng ta chỉ nếm nhẹ thôi thì chúng ta cũng phân biệt, đây là canh chua, đây là nước mắm, đây là nước ngọt, vân vân. Mặc dù nó có một chút thôi. Theo hoặc giả là chúng ta lấy một cái ví dụ rất là nhỏ như là một hạt mè hay là cải. Hạt mè, hạt cải thì rất là nhỏ bé, nhưng mà trong hạt mè, hạt cải đó nó chứa đựng bao nhiêu cái công thức về khi nó được gieo xuống thì nó sẽ lên mầm và nó lên cái cây mè như vậy, cái cải như vậy, vị như vậy, màu như vậy, mặc dù đựng rất là nhỏ bé. Thì cái hiểu của khoa học thì cho chúng ta biết rằng ở trong cái thế giới rất là ly chi nhỏ thôi, mà qua đó thì người ta tìm thấy rằng nó chứa đựng rất là nhiều những cái gọi là attributes, chúng ta gọi là những thuộc. Ví dụ như là các nhà khảo cổ họ tìm thấy được một mẫu xương của một người mà đã sống trên trái đất này cách đây 80 triệu năm. Và mặc dù đó chỉ là một mẫu xương khô, nhưng mà họ chiết được cái DNA, chúng ta nói DNA là cái tế bào cực vi đó, thì trong sự chiết xuất đó họ có thể lượng định ra là cái tế bào đó thuộc về cái khúc xương thuộc về người nam, người nữ, khoảng bao nhiêu tuổi, và đã có từng ăn những thực phẩm gì, trải qua những cái căn bệnh gì trong đời sống, và thậm chí lúc chết là bao nhiêu tuổi. Cái đó là cái gì mà vượt cái tầm hiểu của rất nhiều người. Tại sao chỉ là một mẫu xương khô rất là nhỏ, hay là tại sao chỉ không phải là một mẫu xương khô không, mà một chút
tế bào DNA mà đã khô rồi, cả mấy triệu năm rồi, nhưng mà qua đó nó lại tiết lộ cho chúng ta biết rất nhiều về quá khứ của một người đã từng sống và bây giờ chỉ còn để lại mẫu xương khô nhỏ thôi. Thì chúng ta phải làm quen với những cái khái niệm cực vi này, dù đó là một hạt cải, dù đó là một tế bào DNA, nhưng mà ở trong đó nó chứa rất là nhiều những cái mà chúng ta gọi là thuộc tính. Thì khoa học càng ngày càng mở cho chúng ta đi vào thế giới cực vi đó, thì chúng ta lại càng hiểu và càng cảm kích Phật học nhiều hơn. Có một lần chúng tôi có dịp nói chuyện với Ngài Bodhi và Ngài Gunaratana. Khi nói về điểm này thì Ngài Bodhi, Ngài có nói một điểm rằng đây là một ở trong những điều mà tại sao những bộ óc lớn của khoa học ngày hôm nay đó, họ rất là thích thú với Phật Pháp. Phật Pháp đã có những gợi ý hoặc là chỉ dẫn cho chúng ta hiểu biết về hiện tượng giới ở trong cách tự nhiên, mà nó vượt khỏi cái nhìn của thường thức, cái nhìn của tôn giáo, của tín ngưỡng, và để lại cho chúng ta thấy một cái trong những cái nền tảng của khoa học ngày nay, khi mà giải thích về hiện tượng giới, khi mà giải thích về kết cấu của những nguyên tử, của những phân tử, của những tế bào, những đơn vị rất là nhỏ, mà nếu không phải là sự giác ngộ của Đức Phật thì 25 thế kỷ thì về trước chắc có lẽ là khó ai có thể nói về tôn giáo ở trong một hình thức như vậy. Thì thưa quý vị, điểm tiếp theo mà hôm nay chúng ta nói về thuộc tánh của tâm đó, là chúng tôi muốn nhấn mạnh đến một điều là chúng ta đừng cảm thấy xa lạ khi mà nói về tâm vương, nói về tâm sở, nói về tâm, nói về thuộc tánh của tâm. Kỳ thật thì những điều này đã được nghe rất là nhiều trong kinh tạng. Thí dụ như là chúng ta nghe nói về ngũ quẩn, sắc quẩn, tức là thành phần vật chất về thân của chúng ta thì chúng ta không đề cập đến. Nhưng mà khi mà nói về thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn thì thức quẩn là tâm, như chúng ta đã học mấy mươi bài học qua. Và thọ tưởng hành thì nó thuộc về thuộc tánh của tâm. Nói một cách khác là 52 thuộc tánh mà chúng ta đề cập của tâm sở đó, thì nó là một sự trình bày khác của thọ quẩn, tưởng quẩn và hành quẩn. Nhưng mà như vậy là đó là một cái gặp gỡ giữa kinh tạng và thống pháp tạng. Nhưng mà tại sao chúng tôi cũng nói rằng từ đó tạo nên một ngã rẽ? Bởi vì thưa quý vị, trong cách nói của kinh tạng đó, đôi khi chúng ta nhìn thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn nó hoàn toàn bị lọc. Ví dụ như chúng ta đọc ở trong kinh Vô Ngã Tướng, Đức Phật dạy chư tỳ kheo quán sát, đây là sắc quẩn, đây là thọ quẩn, đây là tưởng quẩn, đây là hành quẩn, đây là thức quẩn. Thì thưa quý vị, thọ quẩn thuộc về những cảm thọ như là khổ, lạc, ưu, hỷ, xả. Tưởng quẩn là những cái kinh nghiệm từng trải của chúng ta, như là về ký ức, về sự giáo dục, về ngôn ngữ, về văn hóa, cái gì mình được hấp thụ. Hành quẩn là cái khả năng phân biệt, quyết đoán, chủ trương, tạo tác. Ví dụ như thiện ác, đúng sai, phải quấy, quẹo trái, quẹo phải, những cái quyết định nó không phải hành quẩn. Và thức quẩn thì là các giác quan, như là thị giác, chánh giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, v.v. Thì khi mà chúng ta nhìn thọ tưởng hành thức ấy, như vậy đó, thì chúng ta có cảm tưởng như rằng những thứ này, những thứ hoàn toàn bị lọc với nhau. Và có khi chúng ta nhìn vào cảm thọ của chúng ta thì nói ô đây là thọ quẩn. Có nhiều khi chúng ta học tiếng Anh lúc nhớ lúc quên thì chúng ta thấy tưởng quẩn lúc mà chúng ta quan niệm rằng mình nên tập thể dục, mình nên đi chùa, mình nên nghe pháp, thuộc về hành quẩn. Và
thì đó là một cách nói mà chúng ta gọi là nói theo, theo quy mô, theo đại loại, nói chung chung. Dạ, ngày hôm nay chúng mình gọi là nói đại trà đó, nói chung chung như vậy. Nhưng mà khi trong cách nói vĩ mô á, thì thọ tưởng hành thức á, là bốn quẩn bất khả ly, tức là ở đâu có thức thì thọ tưởng hành không có sự phân biệt, không có sự tách rời giữa thọ tưởng hành thức. Thì cũng có một lần chúng tôi có trình bày về cách nói quy mô và vĩ mô này đó. Là ví dụ như là chúng ta nói đất nước là gió, đất thuộc về núi non, thuộc về đại địa, nước thuộc về như là nước trong sông hồ, chất loãng vân vân. Thì chúng ta cũng có thể nói theo cách đại loại như vậy. Nhưng mà nói một cách vĩ mô á, thì ở trong một hạt vi trần nó có cả bốn cái bốn đại chúng chúng ta gọi là đất nước lửa gió trong hạt vi trần thôi. Chúng ta nói một hạt bụi mà làm sao mà đất thì có thể một chút đất, nhưng mà nước làm sao? Tất cả đơn vị vật chất nó đều có cái chất gọi là quấn lại với nhau bởi phân tử cực vi, chúng ta gọi là nước. Và nhiệt lượng á, dù là nóng hay lạnh ở mức độ nào, nhiệt lượng gọi là lửa. Và cái sự di vận hành của các cái nguyên tử đó, thì ở trong một hạt vi trần nó có đủ cả bốn đại như vậy. Thì khi mà mình nói một cách vĩ mô thì một hạt vi trần có bốn đại, nhưng mà nói bình thường đất nước lửa gió nó khác. Thành ra trong cái cách nói vĩ mô đó thì thọ tưởng hành thức là bất khả ly, là luôn luôn đi chung với nhau, không có một cái tâm nào mà thiếu thọ, thiếu tưởng và thiếu hành. Và không có một ví dụ như tâm là cái tâm mà nhãn như thức, nhĩ thức, là những tâm gọi là đơn giản nhất ấy, thì nó cũng có bảy cái thuộc tánh biến hành, là xúc thọ tưởng tư định mạng căn tác ý. Dạ, là tối thiểu phải bảy cái tâm sở biến hành như vậy. Và trong bảy tâm sở biến hành đó thì thọ là thuộc thọ quẩn, tưởng là về tưởng quẩn, còn xúc tư định mạng căn tác ý đó thuộc về hành quẩn. Dạ, rồi chúng ta nên hiểu một điều rằng ở trong kinh tạng á, thì chúng ta nói có tất cách là thường thường, chúng ta nói có cách là chung chung hay là đại loại, hoặc là chúng ta nói một cái chuyên môn là nói theo cách quy mô. Và Thắng Pháp Tạng thì đặc biệt nói nhiều về cái cách vĩ mô. Do vì Thắng Pháp Tạng á, thì cũng có đề cập đến năm quẩn. Và trong năm quẩn này thì thức quẩn thuộc về tâm, và thọ tưởng hành thuộc về thuộc tánh. Còn kinh tạng á, thì cũng có nói thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Nhưng mà trong cái thiền quán thì chúng ta quan sát sát mỗi quẩn có thể quan sát riêng. Và Đức Phật đề cập đến ví dụ như là xúc sở sanh thọ, rồi thọ sanh ra ái, thì ái được xem là hành quẩn, thọ là thọ quẩn. Nhưng mà kỳ thật thì trong một cái nội tâm mà nói theo cách vĩ mô á, thì bất cứ tâm nào cũng có cả bốn quẩn này. Chúng ta chịu khó làm quen với cái rất là quan trọng thưa quý vị. Bây giờ chúng tôi muốn đề cập đến một cái khía cạnh khác giữa khi mà chúng ta đề cập đến các thuộc tánh của tâm đó, là nói về quan niệm thiện ác. Đây là một điểm trong những cái khía cạnh rất là thú vị khi mà chúng ta học về thắng pháp Abhidhamma. Có một lần trước đây chúng tôi đã từng nói, khi mà chúng ta nói về tâm thiện dục giới đó, là mình quan niệm thiện ác trong cách nói bình thường đó, là một người đi cướp của giết người đó là bằng ác tâm, và một người mà đi bố thí trì giới là việc từ thiện đó là thiện tâm. Nhưng mà trong thắng pháp á, thì lại có cái chữ gọi là chữ tịnh hảo. Chữ tịnh hảo ở đây đó, nó là cái chất tốt, nhưng mà cái tốt này nó không hẳn đi với cái chữ thiện trong ý nghĩa thường thức. Và thiện như chúng ta nói rằng một người là việc từ thiện đi phát quà cứu trợ cho những nạn nhân thiên tai vân vân, cái đó là thiện.
Nhưng mà chúng tôi thấy một ví dụ là một cái nhà khoa học đang làm việc ở trong phòng thí nghiệm, và họ làm một cái tâm tư rất là sáng suốt, rất là khách quan, rất là tỉnh táo, thì cái tâm mà nghiên cứu tìm tòi đó nó vẫn là tâm tỉnh thảo, và thậm chí là còn gọi là tâm thiện dục giới. Nhưng tỉnh thảo đó nó chỉ là sự tốt lành khi mà nó vắng mặt những cái thuộc tánh bất thiện. Tuy nhiên nó không có nghĩa là thiện theo cái ý nghĩa thiện bình thường mà chúng ta nói. Chúng tôi lấy ví dụ như là ở người Việt Nam chúng ta tại Mỹ có cô Dương Nguyệt Ánh, cô là một khoa học, nhà khoa học làm việc cho Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ, được nổi tiếng là một người có những cái công trình cống hiến về việc chế bom đạn. Mình biết rằng chế bom là giết người đúng không? Đem bom bỏ xuống giết người, đó là mình gọi là nghĩa bất thiện. Nhưng mà cái trí tuệ mà trong lúc cái trí tuệ mà trong lúc mà tìm hồi trí tuệ mà trong lúc mà suy diễn để làm sao cho một cái sự hoạt động của vật lý mà nó chính xác, nó đúng như vậy đó, thì đó nó thuộc về tâm tịnh hảo. Thì đó trong thắng pháp có dùng cái chữ đặc biệt là chữ sofana thay vì chữ cú xá, và sofana là tịnh hảo. Tịnh hảo nó tốt là tại vì lúc đó, đó nó phải đòi hỏi trí tuệ, lúc đó nó đòi hỏi cái tâm không có bị dính mắc, nó không có nóng nảy, nó không có mê mờ, nó không có thuộc bị tham sân si chi phối, mà nó phải có đặc tính vô tham vô sân vô si. Nhưng tịnh thảo đó không có nghĩa là thiện. Tịnh thảo không có chuyện thiện. Về điểm này đó thì cái khái niệm về tịnh thảo và khái niệm về thiện đó, nó phải được phân biệt. Thật ra khi mà chúng ta phân chia bài học tới bài học của ngày Chủ nhật đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng trong cái sự phân chia các cái thuộc tánh thì có thuộc tánh tợ tha, tức là nó đi với thiện thành thiện, đi với ác thành ác, có những thuộc tánh bất thiện tức là ác xấu, nhưng mà lại có những thuộc tánh tịnh hảo, và chữ tịnh hảo này nó không được dùng cho chữ thiện và nó không phải là thiện. Có những tâm tịnh hảo nhưng không nhất thiết là tâm thiện, và chúng ta phải lưu ý về điểm này. Bên cạnh đó thì cái quan niệm về thiện ác đôi khi nó lại không có được ăn khớp với cái nhìn khi mà chúng ta phân tích về thuộc tánh. Giả sử như là mình nói về năm chi thiền, tầm tứ hỷ lạc định, là cái pháp đối trị năm cái thiền cái, là khi chúng ta nói về năm chi thiền ấy, thì chúng ta hoàn toàn cho là thiện pháp. Nhưng mà tầm tứ hỷ lạc định ấy, ở trong thắng pháp tạng, khi mình tánh của tâm ấy, tầm thuộc về thuộc tánh tâm, tứ thuộc tánh tứ, hỷ là về thuộc tánh về thọ, trên chi đổi hỷ thuộc tánh hỷ, và lạc thuộc tánh thọ, và định á thì là thuộc tánh nhất hành. Thì năm cái thuộc tánh này nó đều nằm ở trong cái nhóm mà chúng ta gọi là thuộc tánh tợ tha, là trung tánh, nhưng mà nó phát triển ở trong một cái điều kiện nào đó thì nó trở thành những chi thiền. Nó rất là thú vị, thưa quý vị. Ví dụ như bây giờ mà nói là tâm là sự hướng tâm, sự hướng tâm, một người có thể là đang thích về thời trang thì họ đây hay nghĩ đến thời trang, họ hay nghĩ về chính trị, họ hướng tâm về chính trị. Có những người họ thích về chi ca, họ hướng về chi ca. Cái đó chúng ta gọi là tâm. Thì cái tầm đó nó căn bản nó là vô thưởng vô phạt, chúng ta gọi là tự tha. Nhưng mà nếu cái tầm đó đó mà nó được tu tập thì lúc mình muốn hướng tâm thì được hướng tâm, lúc mình không muốn hướng tâm thì nó lại không hướng tâm. Cái đó chúng ta gọi là thiên xảo, là sự thanh thạo. Ví dụ như là buổi tối chúng ta cần thư giãn, chúng ta không nghĩ đến công ăn việc làm thì chúng ta có thể làm được như vậy. Buổi sáng chúng ta cần năng động, cần bén nhạy đến công ăn việc làm thì chúng ta suy nghĩ được như vậy. Thì cái đó là chúng ta có khả năng dụng tâm, tương đối người đó có khả năng dụng tâm cao. Nhưng mà buổi tối
trong lúc mà chúng ta cần thư giãn, cần nghỉ ngơi, thì nó lại nhớ hướng nghĩ đến những chuyện không đáng nhớ, mà điều này đã khiến chúng ta trằn trọc. Và buổi sáng lúc mà chúng ta cần suy nghĩ đến những công việc làm thì nó lại uể oải thụ động. Thì như vậy là chúng ta thấy rõ rằng cái tâm nó lại không làm việc theo ý của mình. Ở ngoài đời họ có danh từ ráp lộn dây, hay là đặt không đúng chỗ, mà chúng ta thường là vậy. Và lúc mình cần nghỉ ngơi thì nó không nghỉ ngơi, mà lúc mà chúng ta không cần nghỉ ngơi thì nó lại lúc mà chúng ta cần năng động thì nó lại ù cà cạt ra. Ở trong tâm lý học Tây Phương họ dùng chữ disorder. Và disorder tức là một cái tình trạng bất ổn. Thì như vậy cái gọi là tâm hay là vitakka đó, cái bản chất của nó là vô tưởng vô phạt. Nhưng một người mà có tu tập về định và niệm, và cái tâm đó đó mà chúng ta có thể vận dụng như ý đó, thì cái tâm đó nó trở thành một chi thiền. Nó là cái gì rất là thiện. Nên chúng ta phải hiểu là khi mà đề cập đến cái quan niệm về thiện ác ở trong thắng pháp, và đặc biệt là khi chúng ta học được các thuộc tính của tâm đó, thì chúng ta tạm thời quên đi những cái khái niệm bình thường để chúng ta có thể đào sâu vào những cái khái niệm mà tương đối nó hơi lạ nhưng mà rất là lợi lạc. Và khi mà chúng ta nói về các thuộc tính của tâm đó, thì thưa quý vị, một điểm mà nó cũng rất đáng cho chúng ta lưu ý, và vì điểm này đó nó lại cho chúng ta nhiều cái thông tin rất là lợi lạc, đó là sự phân nhóm. Sự phân nhóm này đó, nhiều người học không để ý là ở trong sách nói sao chúng ta nhớ như vậy thôi. Nhưng mà khi chúng ta học thì học kỹ và học một chi tiết thì sự phân nhóm nó lại rất là lợi ích. Ví dụ như là trong Thắng Pháp Tạng thì có đề cập đến 14 cái thuộc tính gọi là bất thiện. Và thuộc tính bất thiện này chia làm 5 nhóm. Nhóm đầu là thuộc về si phần, thì có si, vô tàm, vô quý, phóng dật. Rồi tham phần thì có 3, là tham, tà kiến, ngã mạn. Sân phần thì có 4, là sân, tật, lần hối. Hôn phần thì có 2, là hôn trầm, thủy miên. Và hoài nghi, nó là một lẽ. Tại sao hoài nghi là lẽ mà không bỏ trong si phần? Và nó là một điểm rất là thú vị đó. Hay là hoặc giả là tại sao tà kiến lại không bỏ vào trong si phần? Chúng ta nghĩ là người nào chấp sai thì người đó u mê si phần, nhưng mà trong thắng pháp thì đặt tà kiến nằm ở trong cái nhóm và thuộc về tham phần. Thuộc về tham phần thì những điểm này là điểm mà chúng ta nói rất là lợi lạc và rất là thú vị khi mà chúng ta học về thắng pháp. Mình thấy dĩ nhiên là bây giờ mình nói là một bản liệt kê 14 cái thuộc tính, biến một cái thuộc tính bất thiện gồm có si, vô tàm, vô ý, phóng dật, tham, tà kiến, ngã mạn, sân, tật, lận, hối, hôn trầm, thủy miên, hoài nghi. Thì mình chỉ cần liệt kê cả 14 cái như vậy, tại sao phân thành 5 nhóm? Và 5 nhóm thì có nhóm 4 như là nhóm si phần, nhóm sân phần, có 3 như là tham phần, có 2 như là hôn phần, và có 1 là hoài nghi. Tại sao chúng ta không dùng chung lại? Thì cái phân nhóm này đó nó hết sức là thú vị, thưa quý vị. Và nó có cái riêng của nó. Và có riêng của nó. Cái hiểu bình thường của chúng ta là bây giờ mình nói ngã mạn. Ngã mạn thì kêu là thuộc về chấp ngã. Chấp ngã thuộc về tâm si. Nhưng mà không, ở trong thắng pháp á, thì ngã mạn riêng, tà kiến riêng, ngã mạn riêng mình mà không phải thuộc về tà kiến, và ngã mạn nó không đi với tâm si mà nó đi với tập tham. Thì điều này khi chúng ta học vào thì chúng ta sẽ thấy cái lợi ích của sự phân nhóm. Rồi một cái
yếu tố khác mà cái khía cạnh mình chúng ta đề cập tại đây, đó là về sự kết hợp giữa tâm và thuộc tánh. Một tâm có bao nhiêu thuộc tánh, một thuộc tánh có bao nhiêu tâm. Về điểm này cũng chúng tôi sẽ nói sau, nhưng mà cũng nói tạm đây là thường là quý vị đọc mời sách của Ngài Trịnh Sự Dịch, Ngài hay dùng cái chữ gọi là hợp đồng. Hợp đồng tức là tâm hợp đồng, những chữ hợp đồng giữa tâm và thuộc tánh, Ngài dùng chữ hợp đồng. Nhưng mà rất là vui là ngày xưa chúng tôi học thì chúng tôi lại không có thích chữ này. Và chúng tôi không thích chữ này tại vì cái tiếng Việt ở đại miền Nam trước Bẩm Lâm ấy, chữ hợp đồng nghĩa là giao kèo. Ví dụ như một cái contract, một khế ước gì, một contract đó, chúng ta gọi là một hợp đồng. Nhưng mà về hiện tại bây giờ ở Việt Nam ấy, thì người ta dùng chữ hợp đồng này ấy, theo cái cách mà Ngài thực sự Ngài dùng. Và ví dụ họ dùng ở trong cái chiến thuật khi mà của các lữ đoàn họ phối hợp, như là phối hợp của pháo binh, của thiết giáp, của bộ binh, của không quân, thì người ta gọi là đánh hợp đồng, tức là kết hợp với nhau để cùng cùng ra quân và cùng nhắm vào một cái chiến thuật nào đó gọi là đánh hợp đồng. Thì chữ hợp đồng bây giờ đó nó lại gần với chữ hợp đồng lịch sử người dịch. Tác giả chúng tôi sẽ nói thêm về những cái sự sai biệt trong thuật ngữ của Cổ Văn và Kim Văn. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà nói một tâm có bao nhiêu thuộc tánh, một tánh có bao nhiêu tâm, thì nó lại hé lộ cho chúng ta những cái mảng rất là quan trọng của thắng pháp. Và thí dụ như là đắc đạo chứng quả, thì một người bình thường quan niệm rằng một cái vị đạt đến đắc đạo chứng quả đó, như trong Phật giáo Mật Tông Tây Tạng, thì họ dùng cái chữ gọi là Om Mani Padme Hum, họ dùng cái câu chú là cái viên ngọc ở trong hoa sen, và chữ Om tượng trưng cho sự hợp nhất ấy. Thì họ quan niệm rằng cái cao điểm, cái đỉnh điểm của sự giác ngộ đó là một cái sự hợp nhất giữa đại bi và đại trí. Nhưng mà trong thắng pháp ấy, thì nói rằng gọi là những cái thuộc tánh vô lượng phần như là bi và tuệ thì không thể có ở trong tuệ giác. Và không tuệ giác, tuệ giác không phải là một sự kết hợp giữa đại bi và đại trí. Bởi vì rất là đơn giản là đại bi thì lấy chúng sanh làm đối tượng, và lấy chúng sanh làm đối tượng trong lúc đó tuệ giác đó là lấy niết bàn làm đối tượng. Và tâm đạo siêu thế, tâm quả siêu thế biết cảnh niết bàn, chứ không có lấy chúng sanh làm đối tượng. Thật ra ở trong tâm đạo tâm quả thì không có vô lượng phần. Thì chúng tôi lấy từ một thí dụ để chúng ta hiểu rằng tại sao khi mà mình học về thắng pháp đó, nó có những cái tinh tế và nó có những cái sự chính xác mà chúng ta không thể nói càng, chúng ta nói trên phương diện lập luận, trên phương diện lý thuyết được. Mặc dù một cái người học Phật bình thường á thì nghĩ rằng quả thật là kỳ diệu khi mà chúng ta nói là Om Mani Padme Hum là một sự hợp nhất giữa đại bi và đại trí. Nhưng mà thắng pháp thì nói rằng ở trong tuệ giác thì không thể vừa lấy niết bàn làm đối tượng, vừa lấy chúng sanh làm đối tượng. Thành ra trong tuệ giác thì không có bi và tùy hỷ. Và ở đây chúng ta nên hiểu rõ là vấn đề đó nó rất là tinh tế, nó không đơn giản là chuyện lý thuyết. Rồi thưa quý vị, chúng tôi muốn nói qua phần ngữ và nghĩa đó. Giờ nãy chúng tôi nói từ ban đầu đó là nếu mà quý vị nào làm quen với nền Phật học Hán ngữ thì ngày xưa trong Pháp Tướng Đông hay là di thức của Ngài Huyền Trang và Ngài An Thế Cao thì đều dùng cái chữ gọi là tâm vương và tâm sở. Dạ, tâm vương và tâm sở. Đại khái là cái ý niệm này đó, nó dựa trên một cái thí dụ
là tâm giống như một triều đình, giống như chúng ta nói là nhà Trần, nhà Lý, Đinh Lê Lý Trần chẳng hạn. Và tâm giống như một vị vua, vị vua là vị nhân chủ, là cái vị đóng vai trò chủ vị, và quân thần, các vị thượng thư, như là binh bộ thượng thư, lễ bộ thượng thư, các vị ngự sử, các vị quan nhiếp chính, đó là những cái vị cận thần. Và những vị cận thần này cùng với nhà vua tạo nên một triều đình. Thì cái vị vua được thí dụ cho tâm, và những vị cận thần được ví dụ như là thuộc cánh. Và thành ra họ dùng cái chữ là tâm vương và tâm thần. Tâm vương tức là cái tâm chủ đạo, tâm chủ vị. Và tâm sở là được xem như là cái thuộc tánh. Ý nghĩa này không có sai, ý nghĩa này rất là chính xác khi mà chúng ta nói về tâm và thuộc tánh. Nhưng mà trong cái quan niệm về thưởng thức ở bên ngoài đó, thì cái chữ tâm sở đó và tâm vương đó, nó có thể làm cho người ta ngộ nhận là đó là hai chữ tâm. Tại vì cái nào gọi là tâm hết? Ví dụ chúng ta nói là tâm vương, tâm sở, thì họ tưởng đó là tâm A hay tâm B. Thì cái chữ tâm đó có thể làm cho người ta hiểu sai. Dạ, ta hiểu sai đi. Thì về sau này ngài tịnh sự đó, thì thưa quý vị, ngài không dùng cái chữ tâm sở, mà ngài dịch là tâm và sở hữu tâm. Dạ, sở hữu tâm, cái sở hữu tâm mình tạm gọi là như vậy, là mình nói rằng ông A bà B, mình nói ông A bà B, thì mình để hiểu về ông A bà B thì nó hiểu rằng người đó vợ là như vậy, con là như vậy, có học vị là như vậy, có tài sản là như vậy, vân vân. Cái gì mà nó thuộc về người đó đó thì nó tạo nên cả một con người rồi đó. Và người đó không phải chỉ có một người mà còn có những thứ liên hệ thuộc về gọi là sở hữu. Thì về chữ này là do cái sự lựa chọn của ngài tịnh sự. Nhưng mà ở trong cái tiếng Việt á, mà nói thường thức đại loại bên ngoài cái chữ sở hữu, ví dụ bị nghe từ tòa Pháp Đăng hay là tòa Từ Siêu, đôi khi đó là sở hữu tầm, sở hữu tứ, vân vân. Thì cái chữ sở hữu mà ở trong tiếng Việt Nam của chúng ta đó, thì có nghĩa là làm chủ. Nó như một động từ và hơn là một danh từ. Và ví dụ như nói sở hữu tầm thì trong tiếng Việt nghe nó lộn xộn lắm. Và hay là sở hữu niệm, sở hữu tính, mà bằng cái chữ sở hữu á, chúng ta ít bao giờ hiểu như vậy. Thành ra ở đây chúng tôi không có chọn cái chữ sở hữu, mà trong giáo trình này chúng tôi chọn chữ thuộc tính. Và vì nào học trong tiếng Anh á, thì chúng tôi phải dùng cái chữ attributes. Và attributes là thuộc tính, tức là những cái hợp chất, những cái thành tố, những cái gì đó mà nó tạo nên bản chất, chúng ta gọi là thuộc tính. Chúng ta dùng cho anh chữ attribute tương đối là nó chỉ thuộc tính, nó lại dễ hiểu, nó lại gần hơn. Và do vì trong bốn pháp chân đế đó, thì chúng tôi dùng chữ tâm thuộc tính sắc và niết bàn, chứ chúng tôi không có dùng chữ tâm sở hữu tâm hay là tâm vương tâm sở ở trong cái giáo trình này. Bây giờ thưa quý vị, phần tiếp theo mà chúng tôi nói hôm nay đó, nó nằm ngoài đề tài một chút, nhưng mà cũng phải trở lại đây trong bài học này để lưu ý quý vị khi mà học vào phần thuộc tính đó, đó là tiếng Việt của chúng ta khi mà chuyển ngữ đó, những danh từ mà chuyên môn đó, thì thứ vì chúng ta phải xài rất là nhiều chữ Hán, chữ Hán Việt. Tại vì lý do là chữ Hán Việt đối với tiếng của chúng ta nó cô độc, và nếu mà chúng ta không danh từ không xài danh từ Hán Việt đó, thì có những cái rất là khó dịch. Ví dụ chữ marketing, marketing chúng ta dịch là tiếp thị, hay là nói là software chúng ta dịch là du liệu. Những cái từ đó thì rất gọn, rất hay. Tuy nhiên một vấn đề mà nó khó khăn, đó là ở trong chữ Hán đó,
thì người có cách hiểu theo Kim Văn và Cổ Văn. Kim Văn là hiểu bây giờ và Cổ Văn là hiểu theo ngày xưa. Đây là vấn đề, và đây là vấn đề của những vị dịch thuật. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như là chữ khoan nghỉ, và chữ khoan nghỉ nó là một cái chữ rất là trang nhã, nó rất là đẹp ở trong ngôn ngữ tiếng Việt. Chúng ta giống như quý vị cúng dường cái gì cho Tam Bảo, những Phật tử khác cùng hoan hỷ. Nhưng mà chữ hoan hỷ mà trong chữ Hán bây giờ trong Kim Văn á, nó là không mang ý nghĩa đó. Mà chữ hoan hỷ đó ở trong chữ Hán bây giờ nó là nghĩa xấu. Và ví dụ như là mình, nó nghĩa tiêu cực, ví dụ như là mình quá ham hố cái gì đó, đó là chữ hoan hỷ. Còn trái lại cái chữ khoái chí, chữ khoái chí mà trong tiếng Việt thì nghe nó thô, nhưng mà trong chữ Hán chữ khoái chí nghĩa là sự sảng khoái. Như là chúng ta nghe ông Đoàn Trung Con dịch kinh nói là Đức Phật nói như vậy lấy lòng khoái chí mà bạch rằng, tức là nếu mà chúng ta là trong tiếng Việt là tâm dịch là Ngài Xá Lợi Phất lấy hoan hỷ mà bạch rằng, thì cái chữ hoan hỷ đó và chữ khoái chí đó tiếng Việt và chữ Hán theo tiếng Việt hiểu khác nhau. Thì đây là vấn đề của những cái thuật ngữ ở trong cái mà chúng ta gọi là chúng ta gọi đối với thuộc tánh của tâm. Cái chữ mà quý vị nghe ở tại đây là chữ phóng vật. Và chúng tôi lấy hai cái thí dụ đó, chữ phóng vật thì chữ phóng vật mà theo cổ văn á thì có nghĩa là dao động. Phóng là ném vật tung. Và giống như là mình lấy một cái hòn đá mà mình phồng trong một cái đống tro, thì khi mình ném vào thì nó bụi nó bay, tro nó tung lên, là phóng vật. Chữ nó dùng chữ bút thách chá. Thì Ngài Tịnh Sử đó, Ngài lại dùng cái chữ phóng vật theo cái nghĩa của cổ văn. Nhưng mà Hòa Thượng Minh Châu á, thì Hòa Thượng dùng cái chữ phóng vật để chỉ cho sự buông thả. Sự buông thả ở đây tức là gọi là giải đãi hay là dễ vui. Thí dụ như phóng vật là con giờ không phóng vật không chết vân vân, thì cũng dùng cái chữ phóng vật và chữ Hán, nhưng mà hai ngày, một ngày văn và ngày ý nghĩa theo cổ văn. Thành ra chữ vật mà chúng ta xài ở tại đây nó có vấn đề lắm. Và giống như là si vô vô ý phóng vật, thì chữ phóng vật ở đây không có nghĩa là giải đãi, mà chữ phóng vật ở đây có nghĩa là Và một chữ khác á, mà Ngài Tịnh Sử và Hòa Thượng Minh Châu cũng sử dụng mà nó rất là thường và rất là trái chống với nhau, rất khác biệt, đó chữ tác ý Manasikara. Đúng là gọi là dịch một cách dịch một cách đề huề á, thì Maná là ý, Manasikara tức là tác ý, dịch là được rồi. Nhưng mà cái chữ tác ý mà bây giờ người ta sai đó, thì người ta sai để chỉ cho chủ tâm tạo tác, hay là Chetana. Chetana chúng ta gọi là tư tâm sở hay thuộc tánh tư. Ví dụ như là quý vị lấy 100 đồng cúng vào trong chùa, mà quý vị nói rằng trong 100 đồng này có 50 đồng để cúng vào việc in kinh, 50 đồng cúng vào việc trai tăng, thì cái đó gọi là mình gọi là có cái tác ý là để làm cái gì đó, thì cái tác ý gọi là chủ tâm. Dạ, tác ý gọi là chủ tâm. Nhưng mà chỉ tác ý mà xài ở trong bản dịch của Ngài Tịnh Sử á, và dịch đúng theo chữ Manasikara đó, thì nó có nghĩa là như vậy, mà nó có nghĩa là focus. Dạ, focus ở đây tức là một sự tập trung. Người ta lấy một ví dụ là mình cầm một cái bánh bao rất là to, mình không thể bỏ nguyên cái bánh bao vào trong miệng mình nhai ngoan ngoàm được, mà mình phải cắn một miếng. Và khi mình cắn một miếng, mình chọn một chỗ nào đó mình cắn, chứ không phải là mình mở miệng ra mình đẩy nguyên bánh bao vào trong miệng.
chỉ cắn một miếng nào đó, cái đó gọi là manasikara, tác ý. Hay là bây giờ ở trong cái gọi là tầm mắt của mình đó, nguyên cả một bức tranh hiện lên. Ở trong một bức tranh hiện lên đó, thì nó có một vài điểm mà chúng ta muốn muốn nhìn vào, giống như một cái bảng hiệu hay là một cái vạch kẻ để phân làng của đường chạy vân vân, hay là một cái hoa một bên đường, thì lúc đó chúng ta có cái focus. Dạ, trong một cái toàn cảnh rộng lớn mà mình có cái focus như vậy là Mahasikara. Dạ, là tập chú. Quý vị thấy chữ tác ý không? Mà chữ Mahasikara mà chú là gì? Tác ý nó hoàn toàn nó có ý nghĩa khác nhau. Thật ra chúng tôi thưa rằng khi mà đi vào trong cái thuật ngữ của Thắng Pháp, và nói chung là thuật ngữ Phật học á, mình Hán Việt đó, thì có rất là nhiều cái lấn cấn trái chống ở trong cách dùng dùng từ vựng của ngày xưa và bây giờ, của Kim Văn và Cổ Văn, ngay cả trong tiếng Việt Nam mà chúng ta mấy chục năm thôi chứ quý vị. Nhưng mà vô tư chẳng hạn, chúng tôi nhớ là hồi mình còn nhỏ vào chùa đó, đời sống vô tư chúng ta chỉ cho sự hồn nhiên, sống không có lo âu, không có phiền muộn, không có cái tâm không có tính toán, gọi là vô tư. Còn bây giờ ở Việt Nam dùng chữ vô tư là ở đây nó rẻ lắm, ăn uống vô tư, tôi ăn uống thoải mái đi. Ăn uống không có cần phải về từng, không có suy nghĩ. Thành ra cũng nói mấy chục năm thôi, chữ nó khác nhau thì đừng nói chi là cái dùng từ ngữ của Kim Văn và Cổ Văn. Và chúng ta phải nói rằng phần lớn những cái từ vựng Phật học Hán Việt đó, thì nó chịu cái khung định nghĩa của Cổ Văn nhiều hơn Kim Văn. Và những vị sau này họ tiếp xúc với cái ngôn ngữ hiện tại bây giờ thì họ xài Kim Văn nhiều hơn, chứ thực sự là Cổ Văn. Như chúng ta nghe các vị học hay nói là chữ tiểu tâm, cho đó là ngày xưa là tiểu tâm nghĩa là con người hẹp lượng, hẹp hòi. Nhưng bây giờ người ta dùng chữ tiểu tâm có nghĩa là cẩn thận, và cẩn thận nên để ý, đừng có lơ là, mà nên thành ra cái chữ tiểu tâm nó cũng xài hoàn toàn khác chứ quý vị. Trong cái từ ngữ vựng Phật học chúng ta phải để ý chuyện đó, nó có nhiều vấn đề lắm. Thì bây giờ nói tóm lại là trong ngày hôm nay đó, bài học về Thắng Pháp chúng ta nói về thuộc tánh của tâm. Khi mình đi vào chương này thì chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị rằng có nhiều người cảm thấy rất là ngán. Khi mà mình học càng ngày mình càng phải nhớ nhiều từ vựng, mang nhiều khái niệm mới. Nhưng mà trên một phương diện nào khác đó, những cái bài học như vậy nó mang chúng ta lợi ích rất lớn, và lợi rất lớn về phương diện khái niệm và những cái mà chúng ta gọi là ôn nhắc lại. Ví dụ như là mình đã học về ba cái tâm bất thiện là tâm tham, tâm sân, tâm si. Nhưng bây giờ ta học thuộc tánh của tâm á, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về tâm bất thiện. Và đây là chúng ta đào sâu vào. Chúng tôi có nói với quý Phật tử là cũng một cái định nghĩa về tâm, nhưng mà khi chúng ta mới học về tâm á, chúng ta hiểu khác. Chúng ta học về thuộc tâm, những thuộc tánh á, chúng ta hiểu thêm nữa. Và khi mà chúng ta học về cái diễn trình của tâm thức, diễn trình tâm á, thì chúng ta lại hiểu thêm nữa. Học về người khởi nghiệp chúng ta hiểu thêm nữa. Thì càng lúc đó càng có nhiều lợi lạc cho chúng ta. Thưa quý vị, đó là vài điểm mà chúng tôi muốn đề cập khi mà nói về các thuộc tánh của tâm trong bài học ngày hôm nay. Và bây giờ thì quý vị quan nghĩ là ngày hôm nay đó, thường tòa thời siêu, thường tòa bệnh, thành ra sau cái bài nói chuyện về Thắng Pháp Áp Vi Thâm thì chúng tôi thỉnh thường tòa thời siêu lại có nói thêm về đề tài này, nhưng mà hôm nay không có thường tòa thời siêu do vì tác ý. Có một vị hỏi tác ý và gì về có một vị hỏi tác ý và hai cái chữ sau
hai chữ sau chúng tôi đọc không được tiếng Việt, có bị nào cho chúng tôi cái dấu được không? Dụng ý hả? Ờ, tác ý và dụng ý. Dạ. Dạ, dạ, tác ý và dụng ý thì dạ, như chúng tôi nói đó là cái chữ tác ý, mà nếu mà nói theo thường thức ở bên ngoài đó thì nó cũng gần giống như dụng ý vậy đó. Dạ. Ví dụ như quý vị lên chùa, quý vị cúng cho 100 đồng, rồi quý vị có cái tác ý là à, trong đó cúng 10 đồng in kinh, 10 đồng để trai tăng, 10 đồng để làm phước từ thiện, 10 đồng để lo cái việc cắt cỏ của chùa, không ạ? Thì cái đó gọi là dụng ý và tác ý nữa. Dạ. Nhưng mà chỉ tác ý mà ở trong thuật ngữ tại đây ý nghĩa khác. Thì nó có trường hợp gọi là giống với những trường hợp gọi là khác. Dạ, chứ nó không hoàn toàn giống nhau. Cái nghĩa thì cái ngữ cảnh chúng ta hiểu cái mạch văn, hiểu cái chỗ đó mình dùng ở chỗ nào thì nó rất là quan trọng. Có trường hợp thì là hai cái nó giống giống, có những trường hợp hai cái nó không giống. Bây giờ thì quý vị quan hệ chờ chúng tôi một chút nha, để tôi xem coi hôm nay sư tăng có vị nào đang có mặt ở trước máy. Và giờ này thấy có đại đức, có thượng tọa Pháp Đăng. Thượng tọa Pháp Đăng ơi, thượng tọa có mặt ở trước máy và thượng tọa có nghe rõ không? Nếu thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa đang ở trước máy, nghe được xin thỉnh thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa có giải quyết là tốt mà. Thượng tọa Pháp Đăng khi mà chúng ta học vào thắng pháp đó, thì riêng về phần thuộc tánh thì chúng ta thấy rằng có những cái thuộc tánh gọi là pháp, tức là nó đi với thiện thì nó là thiện, mà đi với bất thiện thì nó là bất thiện. Ví dụ chúng ta nói là tầm tứ hay là xúc hay là thọ chẳng hạn, thì cái đó có thể giải thích là ở trong cuộc sống này đó nó có những cái thứ mà gọi là trung tính, nhưng mà từ chỗ trung tính này đó khi mà nó đi với thiện thì nó ra thiện, đi với bất thiện thì nó ra bất thiện. Thì nếu trong cái đời hàng ngày chúng ta nên làm thế nào đó mà vận dụng được những điều này để nó trở thành thiện như chúng ta muốn. Ví dụ bây giờ mình nói năm chi thiền, tầm trí hy lạc định nó đều nằm ở trong cái thuộc tánh biến hành hết, nhưng mà tại sao trong đời sống hàng ngày nó có mà chúng ta không phát huy được, mà lại có những trường hợp mà có những vị dùng những điều đó rất là diệu dụng lại xài được. Thì theo thượng tọa nghĩ rằng chúng ta làm thế nào mà những cái thuộc tánh tợ tha đó nó là những thuộc tánh tốt, và nó có một cái nó có một cái sự áp dụng một cách rất là thực tiễn, rất là lợi lạc trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Kính thưa Pháp Đăng. Hello. Quý vị có nghe được không? Dạ. Quý vị. Thì nếu mà nói về cái thuộc tánh tợ tha đó thì chúng ta thấy rằng nếu mà nói về cái thuộc tánh tợ tha này đó là một cái điểm cũng đặc biệt. Đặc biệt là ở dưới góc độ là các vị A-la-hán. Các vị A-la-hán đó thì vẫn có những cái tâm và những cái tâm sở. Ví dụ như đôi nhãn thức, đôi nhĩ thức, đôi tỷ thức, đôi thiệt thức, đôi thân thức á, hay là những cái tiếp thu nó vẫn có, hay là khai ý môn, khai ngũ môn nó vẫn có, để chúng ta hiểu rằng những cái thuộc tánh, những cái tâm tợ tha và những cái sở hữu tợ tha, những đây mà chúng ta gọi là tâm 18 tâm vô nhân á, chúng ta hiểu rằng những cái thuộc tánh tợ tha đó nó sanh trong những cái tâm vô nhân, để cho chúng ta biết rằng những cái vị A La Hán á, những vị A-la-hán chánh đẳng giác, A-la-hán độc giác, A-la-hán tinh văn giác đó, thì các ngài cũng vẫn có mắt, tai, mũi, lưỡi,
nhưng mà vì ngài hết cái tâm phiền não nên cái tâm nó vẫn còn kỹ tâm tám tâm tham, hai tâm sân, hai tâm si không có, nhưng mà những cái tâm vô vẫn có, nên thường thường mình gọi là phiền não niết bàn. Nhưng mà ngũ quẩn còn thì sắc quẩn thì vẫn có những cái đôi nhãn thức là đối với cái thần kinh nhãn, đôi nhĩ thức thần kinh nhĩ, đôi tỷ thức thần kinh tỷ, đôi thiệt thức thần kinh thiệt, đôi thân thức thì thần kinh thân, để cho mình hiểu rằng những cái tâm nhãn thức nhĩ thức tỷ thức này nó vẫn còn sanh khởi đối với những cái sắc, những cái sắc thần kinh nó vẫn còn, sắc quẩn vẫn còn, thì cái thọ quẩn tưởng quẩn hành quẩn thức quẩn vẫn còn. Và khi mà chúng ta nói đến những cái tâm, những cái sở hữu tờ tha, 13 sở hữu tờ tha đó, như là 7 sở hữu biến hành, xúc thọ, tưởng tư, định mạng quyền, tác ý, hay là 6 sở hữu biệt cảnh, tầm tứ, tán giải, cần nghĩ dục đó, thì chúng ta biết rằng những cái tâm này đó, nó vẫn sanh ở trong những cái tâm duy tác của các vị A-la-hán. Và những cái tâm này đó, nó cũng sanh trong rất là nhiều thiền sắc hoặc là thiền vô sắc, nó vẫn có những cái thuộc tính tâm này. Đây một điểm chúng ta cũng cần phải nhớ. Còn khi mà nói đến ví dụ như mình nói đến vì chúng ta biết 13 sở hữu tờ tha mà chúng ta chia làm 7 sở hữu biến hành và 6 sở hữu biệt cảnh đó, thì nó có với 121 cái tâm. Chúng ta hiểu như vậy để chúng ta thấy rằng xúc thọ tưởng tư định mạng quyền tác ý đó, nó đều có trong 121 thứ tâm, có nghĩa là tâm nào cũng có những cái tâm sở này. Còn những cái tâm sở mà thuộc biến hành là như vậy, còn sở hữu biệt cảnh đó, là từ tầm tứ cần hỷ dục đó, thì là những cái thuộc tính này nó chỉ sanh theo một số những cái tâm mà một số tâm nó không có, thì chúng ta hiểu như vậy. Bởi vì sở hữu tầm nó hợp được 55 thứ tâm đó, thì đó trong đó thì 54 thứ tâm nó trừ ra ngũ xâm thức, 11 tâm sơ thì hợp sở hữu tầm, sở hữu tứ thì thêm nhị thiền hợp sở hữu tứ. Thì nói như vậy để chúng ta thấy rằng những cái thuộc tính của tâm và tâm sở đó, thì nó có những cái tâm gọi là vô nhân, rồi tâm sở nó có những cái tâm sở tờ tha. Rồi ở đây chúng ta thấy rằng có một điểm nữa là khi mà nói đến như vậy đó, thì mới biết rằng Đức Phật ngài nói về những cái bất thiện ở trong quá khứ mình có hay không đó, mình có như thế nào đó, thì đối với những chúng sanh họ không có chứng ngộ đó, không phải là một thánh không có trả lời được. Còn đối với Đức Phật đó, thì ngài trình bày cho vì thường thường chúng sanh vẫn có tâm, thì chúng ta thấy rằng những người mà họ đi lý luận đó, họ cũng vẫn có tâm biết cảnh, nhưng mà họ không phân biệt được. Và đối với Đức Phật đó, thì ngài phân biệt từng ly từng tí như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu mà nói về những cái tâm đó, thì chúng ta thấy những cái tâm thiện dục giới đó, nó vẫn có 13 sở hữu tợ tha. Vì chúng ta hiểu rằng cái sở hữu xúc đó, thì tâm nào cũng có. Tâm nào cũng có cái sở hữu xúc thọ. Sở hữu thọ là thọ quẩn, sở hữu tưởng là tưởng quẩn. Rồi còn lại những cái tâm sở mạng quyền tác ý đó, nó đều là hành quẩn. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng một cái tâm nó sanh lên thì nó có những cái tâm sở đồng sanh, nhưng mà ở phương diện nói đến những cái tâm vô nhân, để chúng ta hiểu một điều là các vị A-la-hán vẫn còn cái ngũ quẩn, thì ngài đa số ngài sử dụng những cái tâm này và những cái sở hữu này trong cái việc thấy nghe mà thường nhật, hoặc là thấy nghe đặc biệt đó, thì ngài sẽ dùng những cái tâm duy tác, những cái tâm duy tác là tám tâm di tác dục giới, hoặc là chín tâm di tác đáo đại, đó là những cái vị A-la-hán. Như vậy thì nói chung phàm phu của chúng ta đó, thì chúng ta chỉ có thể sử dụng được, nếu mà chúng ta chưa chứng thiền, chúng ta chỉ sử dụng được tám tâm thiện dục giới, hợp trí, ly trí, mình gọi chung là tám tâm thiện dục giới để mình làm việc thiện thôi. Ví dụ mình bố thí cũng bằng tâm thiện dục giới.
hay là trì giới, cũng có tâm thiện dục giới, hợp trí đó. Rồi tu thiền, là tu thiền chỉ hay thiền quán, hay là mình cung kính, hay mình phục vụ, hay mình hồi hướng phước, hay mình tùy hỷ phước, hay là mình thính pháp, hay là mình thiết pháp, hay là mình cải chánh tri kiến, thì cũng là tâm thiện dục giới tịnh não này thôi. Và nói như vậy để làm sao mà chúng ta có thể sanh lên được những cái tâm sở tốt này. Khi nào chúng ta có tâm tốt thì có tâm sở tốt, quý vị. Cái thuộc tánh của tâm thiện thì nó đi với những cái sở hữu tịnh hảo. Còn khi mà chúng ta có những cái tâm bất thiện thì những cái tâm sở tợ tha nó vẫn đi theo. Nó mình gọi vẫn là trình bày ngũ quẩn, cũng như chúng tôi nói xúc đó, là sở hữu xúc, thọ là thọ quẩn, tưởng là tưởng quẩn, rồi xúc thọ tưởng tư mạng quyền tác ý đó, nó đều là hành quẩn. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng một khi mà chúng ta khởi lên cái tâm bất thiện đó, sau khi chúng ta thấy mà chúng ta không có tác ý, bởi khi mà chúng ta thấy cái tâm cái lộ ngũ song thức đó, nếu mà chúng ta nói về cái lộ ngũ song thức là nhãn thức, nhĩ thức, thị thức, thiệt thức, thân thức đó, thì những cái lộ này khi mình thấy á, thì có hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp đúng tổng, kiếp dứt dòng, rồi khai môn là khai mở cho năm môn, nhãn môn sanh khởi, hay là nhĩ môn, tỷ môn, thân môn, rồi tiếp thâu mình gọi là tiếp thâu cái cảnh sắc đó, là quan sát cảnh sắc đó, rồi tới đón định cũng là cái tâm khai ý môn làm việc, đón định là lâu ngủ. Thì lúc bây giờ mình nếu mà mình gọi là không khéo thắt ý đó, cái ý mình không khéo thanh tịnh đó, thì lúc bây giờ mình khởi lên cái tâm bất thiện, gọi là không như lý các ý, không khéo dụng tâm đó, thì những cái tâm vô nhân đó nó nối với cái tâm bất thiện, nó gọi là động lực bất thiện. Thường thường thì chúng ta thấy ở trong thập nhị duyên gọi là thọ đó, thọ duyên cho ái đó, là muốn nói đến thọ duyên cho tâm tham. Mà thọ đó là cái quả hiện tại, ái là cái nhân hiện tại, đó là cái động lực bất thiện. Cái nhân bất thiện này nó cho ra cái quả dị tục trong tương lai, là mình phải còn tham ái thì mình phải còn tái sanh trong cõi dục, cõi sắc hay cõi vô sắc. Nói như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật thì Ngài trình bày để chúng ta biết rằng chúng ta khéo tu tập thì chúng ta có mắt thấy, mình có chánh niệm để nhìn thấy đây là mắt, đây là cảnh sắc, đây là nhãn thức. Mình tập nó như vậy nó trở thành quen. Mình tập như vậy trở thành quen để mình gọi là mình thấy theo cái pháp của Đức Phật thôi, chứ mình không thấy theo lời dạy của Đức Phật là mỗi chúng sanh nó có tốt xấu đó là do cái nghiệp thiện ác. Một chúng sanh xấu đó, đời này mà sanh ra xấu xí đó là do cái nghiệp bất thiện. Mình nhìn như vậy, nếu mình có chánh niệm thì mình nghĩ rằng ồ, chúng sanh này tạo cái nghiệp bất thiện nên thân hình bị cùi hủi hoặc là tàn tật, thân hình nó cơ thể nó méo mó, đầu thì nó dị thường, tay chân nó dị thường. Còn nếu mà mình tập nhìn đó, nghĩa là mình thấy một người đẹp mà hoàn hảo đó, thì họ tạo những nghiệp thiện. Mình thấy, mình nghe như vậy đó, mình tập hoài như vậy đó, cũng gọi là chánh niệm để thấy, nghe, ngửi, nếm đụng. Thì mà khi mình khéo như vậy đó, thì gọi là có tâm thiện sanh lên. Tuy rằng nó sanh rất là lẹ, nhưng mà khi mình nói là mình khéo đó, thì đó là nó qua cái tâm thiện rồi. Cái tâm thiện nó làm việc có trí để mình suy nghĩ về nhân quả, mình gọi là cải chánh tri kiến đó. Mình rũ bỏ những cái tà kiến, cái thường kiến, đoạn kiến, không có tin nhân quả hay là do Thượng Đế, Thượng Linh, thì mình không thấy cái đó nữa. Mà mình chỉ thấy cái tác ý khéo là cái tuệ nó sanh khởi để cho mình phân biệt nhân quả theo lời dạy của Đức Phật. Thấy, nghe, ngửi, nếm đụng như vậy. Thì nếu mà mình tập hoài như vậy đó, thì mình sẽ có cái chuyện. Cái sự tu tập đó, là chúng ta hiểu rằng mắt thấy, mình thấy, rồi khi nó tiếp nhận cảnh sắc đó. Nói như vậy thì quý vị biết thường thường đó, ở trong cái ví dụ pháp có nói rằng cái lộ ngũ môn đó, tới lộ thứ tư đó, lộ ý nó sanh khởi, mình định danh, định dạng, định hình, rồi mình tới cái lộ ý thì nó mới thật sự là nói đi đó, thì thiện hay bất thiện đó. Như vậy thì khi mà mình tập như vậy hoài đó, thì mình sẽ có được cái thiện pháp. Còn nếu mình không tập như vậy đó, thì mình thấy mình khởi lên tham hay sân hay là si, thấy, nghe, ngửi, nếm đụng vừa lòng mà không vừa lòng đó, mình gọi là cái tâm còn phản ứng thuận nghịch đó. Theo lời dạy của Đức Phật trong cái trường bộ kinh mà Ngài dạy một cái vị tỳ khu khi nghe hay là thấy hay là ngửi niệm hay xúc chạm đó,
mà cái tâm thuận nghịch là thuận là tham mà nghịch là sân, mà không biết là si. Còn khi mình biết như vậy đó thì mình không có bị phản ứng thuận nghịch, mà chỉ thuần là cái nhìn thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, mình tập biết trở thành quen như vậy đó, nó trở thành cái sự tu tập quen. Như vậy thì đây là cái điểm mà mình có thể làm được với những cái tâm thiện và những cái sở hữu tịnh, những cái sở hữu thờ tha, nó sẽ sanh lên tiếp theo là cái sở hữu tịnh não, như là tính, niệm, tàm, quý, vô tham, như sân, hành, xả đó. Tịnh thân, tịnh tâm, kinh thân, kinh tâm, vô tâm, tích thân, tích tâm, thuần thân, thuần tâm, chánh thân, tâm. Nó sẽ sanh theo những cái động lực thiện, mình gọi là suy nghĩ đúng đắn đó. Gọi là những cái tính niệm đó nó sẽ có. Mà nếu mình nói lúc bây giờ mình có cái chánh niệm, nên mình suy xét theo cái cách mà Đức Phật Ngài dạy, mình không khởi lên cái sự vừa lòng hay không vừa lòng, mình chỉ có những cái pháp nó sanh khởi và mình có cái chánh niệm tỉnh giác, mình có lòng tin với lời dạy của Đức Phật dạy cho mình tu tập như vậy. Như vậy thì mình chỉ có khả năng để làm như vậy theo lời dạy của Đức Phật cho đến khi nào thuần thục, để những cái thấy của mình nó trở thành đúng đắn, và mình có thể áp dụng những cái đề mục tu tập để mình có thể vượt lên được hơn nữa, là mình chứng đắc đạo quả. Còn nếu mình chỉ thuần thấy theo cái phân biệt đó thôi, nó thấy nghe mà theo phân biệt đó, nó cũng là cái phương pháp tu tập, nó cũng là cái phương pháp tu tập. Cho đến một lúc nào đó chín mùi đó thì mình sẽ thấy rằng chỉ có những cái pháp hiện khởi do cái thiện pháp nó mang lại cái kết quả tốt đẹp, rồi do cái sự phóng dật hay là cái sự hiện khởi của các pháp mà tương ưng với bất thiện, khi thấy nghe ngửi nếm đụng như vậy, người này sanh ra khổ đau, sanh ra những cái thương ghét, giận hờn, si mê, mình sẽ hiểu được các cái thuộc tính pháp nó hiện khởi như vậy. Thì ở trong cái câu hỏi của thượng tọa đó thì con xin chia sẻ như vậy. Bây giờ thì con thỉnh thượng tọa trở lại, nếu cái gì cần nói thêm thì thỉnh thượng tọa. Dạ. Thầy bạn ở trước máy và có nghe được không? Nếu để thông tính nghe được, xin thỉnh để được tính qua thì trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Câu thảo luận số 2. Một lần nữa xin được hỏi cho Phật giáo ơn. Để thông tính, hôm nay chúng ta học về thuộc tánh của tâm. Và ở trong thuộc tánh của tâm thì nói rằng tất cả tâm nó đều là một sự kết cấu. Một cái tâm đơn giản nhất như ngũ song thức ấy, thì cũng là có bảy tâm, bảy thuộc tánh biến hành, bảy thuộc tánh việc biến hành. Và nói chung trong pháp hữu vi đó, dù sắc pháp hay danh pháp thì không có sắc pháp nào mà thiếu một ở trong bốn đại chúng, không có tâm pháp nào mà thiếu thọ tưởng hành thức. Nói chung là tất cả pháp hữu vi đó, nó đều là một sự kết cấu của nhiều thành tố, chúng ta gọi là sự hùng hợp. Hùng hợp tức là có cái này cái kia, chứ không thể nào có một cái đơn lẻ được. Thì khi mà chúng ta nói sự kết cấu như vậy, chúng ta nói về sự hùng hợp như vậy đó, thì điều đó nó có ý nghĩa gì với người học Phật, với người tu Phật? Xin thỉnh ý kiến của đại chúng Phật tử. Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Tri, cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Ở trong câu thảo luận số 2 này hỏi rằng theo thắng pháp thì tất cả hiện tượng của pháp hữu vi đều cấu kết bởi nhiều cái thành tố. Do vậy mà chúng ta gọi là cái sự hùng hạp. Điều này có ý nghĩa gì với cái người tu Phật? Thì kính thưa quý vị, thật sự ra đó, khi mà chúng ta học về Phật Pháp, nhất là chúng ta học về những cái thuộc tánh
chúng ta học những cái thuật ngắn này thì nó đem lại cho chúng ta có một cái sự lợi ích là chúng ta biết được những cái pháp nào mà nó thuộc về bất thiện, những cái pháp nào nó thuộc về thiện. Và khi mà chúng ta biết được như vậy rồi đó thì chúng ta còn biết được là những cái nguyên nhân nào mà nó làm cho cái pháp đó trở thành cái pháp bất thiện, hoặc là những cái nguyên nhân nào mà làm cho những cái pháp đó nó trở thành cái pháp thiện. Thì ở đây đó, do chúng ta có học về cái điều này, cũng như vừa rồi quý vị đã nghe trình bày về 13 cái sở hữu tợ tha. 13 cái sở hữu tợ tha này nó rất là ngộ, nó rất là ngộ. Nếu mà nó đứng riêng một mình đó, nó chỉ là trung tánh thôi, có nghĩa là nó không thuộc về thiện mà nó không thuộc về bất thiện, giống như là vô ký gì đó. Nhưng mà hãy mà nó có mặt ở trong, hãy mà nó sanh trong tâm bất thiện thì nó trở thành cái thuộc tánh bất thiện. Mà hãy mà nó sanh ở trong những cái tâm tịnh hảo, những cái tâm thiện, những cái tâm tịnh hảo, thì nó sẽ trở thành cái thuộc tánh thiện hoặc là tịnh hảo. Thì khi mà chúng ta học về vi diệu tạng đó, thì chúng ta mới biết được những cái điều này. Vậy thì khi mà chúng ta biết được những cái điều này rồi đó, thì tùy theo người, tùy theo người thì người ta sẽ suy nghĩ. Hoặc là quý vị thấy rằng khi mà mình học về nói về cái tâm, hoặc là chúng ta nói về từng cái sở hữu, từng cái sở hữu hoặc là từng cái tâm, thì quý vị chúng ta mới thấy rằng là ở trong những cái khoảnh khắc mà tâm của chúng ta nó sanh lên, có tâm thì chúng ta sanh lên để mà nhận thức lấy cảnh, cũng như là mình biết cảnh, hoặc là có những cái tâm mà nó sanh lên để cho chúng ta có cái sự mà suy ngẫm, có một cái sự suy ngẫm quý vị. Thì nói chung á, là đều là cái chữ nó là tâm, là tâm. Nhưng mà một cái tâm đó khi mà sanh lên, thí dụ như quý vị thấy rằng có những cái trường hợp khi mà cái tâm của chúng ta sanh lên nó có trí tuệ ở trong đó, thành ra chúng ta có cái phinh hướng là chúng ta tạo những cái thiện pháp. Hoặc là tại sao có những lúc cái tâm của chúng ta sanh lên để mà lúc đó nó làm cái công việc là thí dụ như nó suy nghĩ hoặc là nó suy ngẫm. Quý vị có nhớ rằng Bồ Tát của chúng ta ngày xưa đó, Bồ Tát của chúng ta ngày xưa đó, quý vị thấy rằng khi mà Bồ Tát được mà người ta hỏi Bồ Tát mình thì khi mà mình đọc mình mới nghe đó thì mình tưởng rằng là Bồ Tát của mình là một cái nhà tiên tri hoặc là một cái nhà tiên đoán gì đó, nhưng mà thật sự ra không phải. Cũng như cái câu chuyện mà Bồ Tát mà nhìn cái đoạn đường đó đó, Bồ Tát mới nói với cái vị quan đó, đó là cái đoạn đường này có một cái con voi cái nó vừa đi qua đó. Thì lúc đó cái vị niệm hỏi sao mà Bồ Tát biết rằng là có một cái con voi cái nó vừa đi qua. Thì lúc đó quý vị thấy rằng do Bồ Tát nhìn thấy cái đoạn đường đó có phân và nước tiểu của voi nó rơi ở trên đường, nó chung nhau ở trong một cái lỗ như vậy, thành ra Bồ Tát nhìn, Bồ Tát biết cái con voi đó là con voi cái. Hoặc là Bồ Tát nhìn ở bên đây cỏ bị đè xuống, có nghĩa là cỏ nó có những cái nhớ có những cái lằn mà có những cái con vật lớn nó đi qua, còn ở bên kia đó thì cỏ nó vẫn còn thẳng hàng. Thành ra Bồ Tát mới đoán biết được là có một con voi nó bị chột mắt nó vừa đi qua đó. Thì mình nhìn vô đó thì mình mới nghe đó thì mình tưởng rằng là cái pháp thực hoặc là cái thần thông gì, nhưng mà thật sự ra không có. Cái đó là do Bồ Tát của chúng ta nhìn thấy cái sự kiện đó
mà phán xét biết rằng là có một cái gì đó nó đã đi qua ở trước khi mà mình đi đến đây. Đó thì chúng tôi nói về cái điều này đến quý vị để cho chúng ta biết rằng là ở trong cái tâm của chúng ta nó sanh lên. Đồng thời chúng ta cũng gọi đó là cái tâm thiện. Nhưng mà ở trong cái những cái lộ trình tâm hoặc là từ cái tâm nó sanh lên đó, thì chúng ta thấy rằng có cái tâm sanh lên để chi, để nó suy tư, hoặc là có những cái tâm sanh lên để mà mình có cái sự chủ ý để mà mình làm những cái việc thiện, mình làm những cái việc thiện mà như ở trong Phật ngôn Đức Phật dạy, chê tá na hăng viết ca quê căm măng quá đa mí, hoặc là chê tá na hăng viết ca quê si lăng quá đa mí, có nghĩa là có những cái tâm sanh lên để chi, để chúng ta cố ý chúng ta giữ giới để mà nó thuộc về thiện. Có những cái tâm nó sanh lên để cho chúng ta tạo những cái nghiệp thiện hay là cái nghiệp bất thiện. Đó thì chung quy lại đều là một cái tâm nó sanh lên. Cái khoảnh khắc nó sanh lên vậy để có khi thì cái tâm nó sanh lên cũng là tâm thiện, nhưng mà để suy ngẫm, để suy xét, có những cái tâm đó cũng thuộc về tâm thiện mà khi mà nó sanh lên để chi, để mà nó tạo một cái thiện nghiệp hoặc là tạo một cái bất thiện nghiệp. Vậy thì khi mà chúng ta biết được những cái điều này đó, thì chúng ta học những cái bài kinh này hoặc là chúng ta học về những cái tâm này thì để có được cái lợi ích gì hoặc là có được cái ý nghĩa gì quý vị. Khi mà chúng ta học như vậy rồi đó thì chúng ta biết được là cái tâm của mình lúc nào mà chúng ta cần phải suy ngẫm thì chúng ta sẽ suy ngẫm. Còn những cái lúc nào mà chúng ta cần phải tạo phước hoặc là chúng ta cần phải tránh hoặc là đoạn trừ những cái pháp bất thiện đó thì lúc đó chúng ta sẽ có cái sự nỗ lực để mà mình đoạn trừ những cái pháp bất thiện đó. Thì chính cái do cái sự học này của mình á, thì lúc đó đó mình mới có cái sự mà cố gắng mà mình đoạn trừ những cái pháp bất thiện hoặc là mình cố gắng để mà mình tạo những cái thiện pháp đó. Thì đây là những cái ý nghĩa hoặc là những cái lợi ích khi mà chúng ta tu tập hoặc là chúng ta học về những cái bài kinh mà nói về cái tâm nó vận hành như thế nào. Thì khi mà chúng ta học được những cái điều này thì nó có những cái lợi ích là như vậy. Những cái ý con xin được đóng góp qua cái câu hỏi của Thượng Tọa đã nêu. Bây giờ thì con xin thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam mô Bức Thầy nhé. Xin thường đại đức Không Tính. Siêu Nguyên Thông ơi, Siêu Nguyên Thông có chiếc máy mà có nghe được không? Nếu Siêu Nguyên Thông nghe được, xin thỉnh Siêu Nguyên Thông trả lời cho cô thảo luận số 3. Một lần nữa xin hỏi Siêu Nguyên Thông có mặt ở trong máy không? Yeah. Siêu Nguyên Thông cũng chúng ta thường thấy rằng đa số những quan niệm về tốt xấu thiện ác của các tôn giáo thì dựa trên luân lý đạo đức, nhưng mà khi chúng ta học Phật pháp, đặc biệt là bốn tháng pháp, thì chúng ta thấy rằng tốt xấu nó dựa trên cái cơ sở tự nhiên. Ví dụ như là tại sao si vô tàn bố quý không vật tùy bất thiện, tại sao tính niệm tàn quý vô tham vô sân vô si hành xã tình thân tình tâm kinh thân kinh tâm nhu thân nhu tâm thích tâm thích thân tâm, nó thuộc về tịnh hảo. Thì cái bất thiện và tịnh hảo nó đều thuần túy dựa trên sự tự nhiên hết. Thì theo Siêu Nguyên Thông á, cái quan niệm về tốt xấu thiện ác mà nó dựa trên cái tự nhiên á, nó có cái tác dụng gì, nó có sự khác biệt gì so với quan niệm tốt xấu dựa trên cái quan niệm về luân lý đạo đức, cái tình Siêu Nguyên Thông? Dạ, yeah, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tuân lệnh Sư Phụ góp ý cho câu thảo luận số 3, hỏi rằng tốt xấu dựa trên cơ sở tự nhiên
có gì khác biệt so với quan niệm thiền dựa trên luận lý tín ngưỡng? Kính thưa sư phụ, cái điều này thì nếu mình nói trên cái lý đó, thì cái quan niệm tốt xấu thì đó, nếu mà mình đó là một cái lý, cho nên nó chưa có đụng chạm gì đến cái tôn giáo hết. Là bởi vì trong tôn giáo thì cái điều mà cái quan niệm tốt xấu trên dựa trên cơ sở tự nhiên là con người nói là như vậy, nhưng mà sự thật ra người hành giả cũng như chúng sanh hay là những người tu hành là Phật tử hay là tu sĩ như chúng ta thì là người mà thấy những cái điều mà tự nhiên như vậy thì chúng ta phải theo lời Đức Phật giảng dạy, là những cái điều xấu như mà nếu mà chúng ta rớ vào hay là chúng ta sử dụng nó thì nó sẽ đưa chúng ta đi vào địa ngục, và khi mà thân hoại mạng chung thì phải sanh vào những khổ cảnh bốn cái đọa xứ. Còn nếu mà chúng ta sử dụng những cái điều tốt, tức là những cái vô tham vô sân vô si, hay là dùng cái 10 thập thiện nghiệp, thì cái đời này kiếp này thì chúng ta sẽ được hạnh phúc và mãi mãi về sau được hạnh phúc. Vì vậy cho nên cái người trí là chúng ta phải hiểu biết và sử dụng cái tâm vô tham vô sân vô si. Kính thưa sư phụ, nói như vậy cũng nói được, nhưng mà làm được không mới là cái chuyện xấu, chuyện tốt. Mới là chuyện khó, là bởi vì tất cả những cái điều xấu thì dường như là dễ làm, ai cũng phải làm điều xấu. Ví dụ như là nó bậy, nó bạ, hay là giết người, thế này nọ, cái điều đó rất là dễ dàng. Nhưng mà làm cái điều tốt rất là khó. Là bởi vì nếu mà cái làm những điều tốt mà dễ dàng thì tất cả nhân loại trên trần gian này sẽ trở là đều là người tốt, đều là thánh nhân cả. Là bởi vì mà nếu mà làm điều tốt mà dễ dàng thì tất cả mọi người trên thế gian này đó sẽ là không có đi vào địa ngục, là tại vì họ làm thập thiện không thì đâu vào địa ngục được. Bởi vì làm điều tốt và làm điều xấu thì ai cũng biết, nói ra thì ai nói cũng hay, nhưng mà làm được hay không là cái vấn đề đó phải tùy cái tánh của mọi người và cái năng lực, nỗ lực của cái ý chí của cái người đó muốn là tốt hay là muốn là xấu. Thì thường thường ai cũng muốn tốt, nhưng mà làm được hay không là cái vấn đề đó là từ mỗi cá nhân. Vì vậy cho nên cái điều này cần phải cái nỗ lực của chúng ta, và nhờ có cái nỗ lực đó thì chúng ta mới là làm được cái thiện nghiệp, thì cái quả báo thiện nó đến thì chúng ta mới hạnh phúc. Ở luân lý ở đây á, thì cái thiện ác thì cái người mà hiểu biết thì đương nhiên thì họ chọn cái điều thiện, bởi vì cái đó là cái common sense, tức là cái hiểu biết thông thường của con người. Chứ ở đây là con cũng không có nói lý luận, con nói là cái mà điều tốt đó, thì ai cũng biết là điều tốt và ai cũng thích là điều tốt. Nhưng mà đối với cái người Phật tử là phải áp dụng đó vào trong cái thân khẩu hành của chúng ta thì để hợp với là cái luân lý. Hợp với luân lý là cái điều chấp nhận được, cuộc đời đã chấp nhận và đó là điều tốt. Nhưng mà thực hành được hay không là một cái vấn đề, và chỉ có những người mà thực thành công được thì mới là tốt, mới là hạnh phúc. Là bởi vì người ta nói là cái chiến thắng mà không có khổ sở thì cái vinh quang nó không có to lớn. Còn cái chiến thắng mà nó khó khăn, nó khổ sở thì cái vinh quang nó vĩ đại. Đó là một cái câu ngạn ngữ của Pháp. Là vì
một cái cuộc mà ra trận mà chiến thắng một cách dễ dàng quá thì không cái thành công, cái vinh quang nó không có vinh quang lớn, không có lớn, cho nên là càng khổ sở để mà khó khăn để làm được điều thiện. Và thật sự là làm được điều thiện không phải là điều dễ, và những người làm được điều thiện là những người rất là tốt, và những người nổi tiếng, và là những người mà có cái sự mà nỗ lực hay là cái tâm họ rất là cố gắng. Bây giờ mình thí dụ như là ông Bill Gates là người đã được ba lần đã được ba lần người ta bầu cho ổng để lãnh cái phần thưởng Nobel Prize, nhưng mà ông ta từ chối. Một người mà nổi tiếng như vậy mà người ta thớt như vậy thì quả thật là cái điều đó không phải là điều dễ, không phải là điều dễ làm. Vì vậy một người mà đã có cái lòng tốt bụng mà lại không có háo danh thì không phải là con là làm tốt cho ổng để làm gì, bởi vì biết được một cái người như vậy mà con rất là ngưỡng mộ ông Bill Gates, là những cái những người mà như ông đó vậy thì là rất là tốt. Vì vậy cho nên ở đây là mình nói là tốt xấu thì trên phương diện luân lý là mình phải làm tốt, làm điều thiện, nhưng mà làm điều thiện được thì mới là cái người xứng đáng là một người tốt. Và trên thế gian này không phải là dễ dàng để mà làm được điều thiện. Nếu tất cả điều thiện mình được dễ dàng mình được làm đó thì địa ngục là trống trơn, không có ai đâu. Nhưng sự thật ra cái địa ngục thì nó rất nhiều người ở dưới địa ngục, mà kể cả tỳ kheo. Con có đọc kinh nghe nói rằng thì ở dưới địa ngục thì những cái sào mà để máng cái áo nhà sư mà xuống địa ngục, cái sào nó cong, tức là những vị tăng bên kia vào địa ngục rất nhiều. Điều đó cho thấy rằng không phải dễ dàng mà thoát khỏi cái địa ngục đâu, là bởi vì chúng ta phải là cố gắng để mà tránh cái ác mà làm thiện. Cho nên Đức Phật giảng dạy, Đức Phật ba đời, Đức Phật quá khứ, Đức Phật hiện tại, Đức Phật tương lai chỉ dạy ba điều: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý. Ba cái điều đó thì đó là cái lời dạy của chư Phật. Vì vậy cho nên thưa sư phụ, cái tốt xấu ở đây đó, dựa trên cơ sở tự nhiên thì có khác biệt gì với số quan niệm thiện ác trên luân lý tín ngưỡng? Thì sự thật ra mà nói thì nó không có khác gì. Nhưng mà cái điều mà giảng dạy trên luân lý tín ngưỡng đó, thì cái điều đó là phải hành trì, đem cái tốt, cái xấu đó, đem cái tốt đó mà hành trì vào thân hành khẩu ý hành của chúng ta thì mới là có cái kết quả, thì nó để nó hưởng được cái quả tốt của trần gian này, kiếp này và kiếp sau. Còn nếu mà làm cái điều xấu thì đi vào địa ngục, bởi vì cái nhân quả không phải là con người, không, mình không có thảo luận đó, thỏa thuận với nó, cầu xin nó khoan khoan, mà hãy khi mà đã làm điều xấu rồi thì chắc chắn cái quả báo này sẽ đến khi mà cái duyên nó đủ, không kiếp này thì kiếp sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ, con nhận thấy như vậy, đó là những cái điều mà con nhận thấy và trình bày như vậy. Xin thỉnh mời sư phụ trở lại mai để giảng dạy thêm những điều mà con nói chưa hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ và chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Xin chân sư Nguyễn Thông, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa có còn ở trước máy không? Nếu thượng tọa Pháp Đăng nghe được, xin thượng tọa hoan hỷ cho biết nhé. Nữa, dạ. Thượng tọa Pháp Đăng, những cái con số mà chúng ta sắp học, ví dụ như một tâm có bao nhiêu thuộc tánh và một thuộc tánh có thể phối hợp được bao nhiêu tâm đó, thì kinh nghiệm của thượng tọa nó có làm cho mình rối trí, làm cho khó hiểu hay không, hay là chính những con số đó cho chúng ta biết rất là nhiều cái khía cạnh lợi lạc khi mà mình học vào thắng pháp? Xin kính thỉnh thượng tọa Pháp Đăng.
Dạ, đây là Pháp Đăng kính lễ Đức Tam Bảo, kính lễ quý thượng tọa. Xin chào quý vị. Thì ở trong cái câu hỏi của thượng tọa đó thì thật sự đó, khi mình học vi diệu pháp đó, mình học những cái con số đó thì cho mình một cái cách mà mình tính toán nó, mình một cái cách tính toán chính xác và những cái phối hợp nó chặt chẽ chứ nó không có rời rạc. Chính cái điểm mà cho mình biết và tính toán như vậy không thể nào thiếu và cũng không thể nào dư được. Ví dụ mình nói về một cái tâm tham thứ nhất là có 19 sở hữu đi cùng, thì cái tâm tham thứ nhất là như vậy, tâm tham thứ hai đó thì nó có hỗ trợ và nó có hai cái sở hữu hôn phần đi theo là 21. Hễ mà thọ hỷ là như vậy, còn thọ xả thì mình trừ sở hữu hỷ ra, còn lại những cái thuộc tính mà nhất định phải có. Và cũng để tránh cái tình trạng mình một cái người họ học họ nhớ sai và không có đúng cái nguyên tắc, không có đúng cái cách, nên nó cũng là cái cách để mà loại bỏ những cái sai lầm mà chỉnh đốn lại những cái sự hiểu biết mà nó chưa có được hoàn hảo. Thế theo con nghĩ rằng học với con số đó nó có cái nhiều cái, rất là nhiều cái lợi ích. Nếu một người mà chịu học thuộc, và khi thuộc như vậy đó thì mình sẽ nhớ cách mình tính và mình có thể nhớ rất là lâu dài. Và mình nếu mà mình sao mình có quên đó, mình cũng sẽ tìm ra được những cái thuộc tính này. Đây là cái điểm mà con nghĩ rằng những cái vị mà và cũng để biết cho những vị mà có học trong trường lớp và những cái vị mà tự nghiên cứu, những cái người họ tự nghiên cứu đó, thì họ có thể họ không nhớ được những con số đó, hoặc là họ có thể nhớ nhưng họ nhớ không chính xác. Thì như vậy nên khi mà một cái vị mà học từ cái vị thầy dạy đó thì nó có những cái điểm mà mình khi nói ra thì người ta biết rằng mình có học từ cái vị mà chuyên dạy cho mình, và những cái con số này đó là một cái sự gắn kết chặt chẽ. Những cái tâm và những cái tâm sở dù là thiện hay bất thiện nó cũng có cái sự gắn kết, nó đồng sanh, mình gọi là đồng sanh đồng diệt, đồng nương một căn, đồng viết một cảnh. Như vậy thì làm cho mình hiểu biết, và cái sự hiểu biết của mình nó có một cái chiều sâu, và một cái chiều sâu khi mình tính toán và mình tìm hiểu những cái thuộc tính pháp, mình biết được rõ ràng như vậy. Theo con nghĩ rằng nó cũng không phải là rối rắm gì hết. Khi một người mà chịu khó học đó thì họ nắm bắt chặt chẽ, cái sự nắm bắt chặt chẽ đó làm cho mình củng cố cái tri kiến mình tốt hơn, và củng cố cái sự suy nghĩ hoàn hảo của mình để mình tìm hiểu tại sao mà nó là 19 mà nó không phải là khác, hoặc là tại sao nó là 21 là 21 mà không phải là khác. Thì chính vì những cái điểm đó nói lên cái việc mà học hỏi những con số đó nó có cái sự lợi lạc khi mình tính về những cái tâm và tâm sở phối hợp, và nó đồng sanh như vậy, nó có những cái thuộc tính thiện hay bất thiện. Những cái thuộc tính thiện thì là thiện, bất thiện là bất thiện. Nhưng mà tại sao nó có như là những cái sở hữu giới phần đi theo những cái tâm mà có cái giới phần, và tại sao những cái tâm vô lượng phần, có những sở hữu vô lượng phần thì nó lại có ở trong những cái tâm mà có vô lượng phần sanh khởi. Và nói lên những cái thuộc tính của những cái tâm sở như là ly trí, hợp trí, vô trợ, hữu trợ, nó cũng có nói lên những cái thuộc tính khi mình đọc vào cái bản niêu, đọc vào những cái về tâm hay tâm sở thì mình cũng biết được, và những cái từ ngữ đó nó không hơn, không kém, không ít, không nhiều, và nó phải là như vậy. Ví dụ nói rằng tâm tham thứ nhất là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, ví dụ vậy. Cái tâm tham thứ hai là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, thì được đọc và phải được nhớ rõ ràng. Nếu mà mình sai thì mình hiểu
khi mình học lên nó thì mình thấy nó càng củng cố hơn. Tại sao mà hợp tà là có sở hữu tà kiến, rồi cái ly tà là không có sở hữu tà kiến, thì mình tính ra được như vậy. Thì thấy rằng cái đó nó cũng rất là lợi ích, nếu mình học thuộc những cái con số theo những cái định nghĩa danh pháp và sở hữu đồng sanh đồng diệt. Thì con nghĩ rằng cái đó là cái lợi ích mà người học vi diệu pháp nắm được đó, thì nó làm cho mình lâu quên. Và nếu quên đó, thì mình cũng sẽ cố mình tìm ra được. Thì ở trong hỏi của Thượng Tọa thì con xin chia sẻ như vậy. Bây giờ thì con xin gửi mic cho Thượng Tọa, cái gì cần nói thêm thì xin Thượng Tọa. Sao thú cái trường Thượng Tọa Pháp Đăng. Kính bạch chư Tôn Đức và Thượng Quý Phật Tử, trong cách học của Thắng Pháp Abhidhamma thì có một điểm mà chúng ta dễ dàng nhận thấy đó. Đa phần những bài học nó đòi hỏi sự liên lạc giữa bài học trước và bài học sau. Xuyên suốt trong phần học về tâm đó, thì chúng ta thấy được một điểm là nó không có và nó không có liên lạc với nhau lắm. Nhưng mà bây giờ đó, bước qua phần thắng pháp thì thưa quý vị, xin lỗi, qua phần thuộc tánh của tâm đó, thì bắt đầu mà chúng ta rất là cần để nhớ những bài học trước, và do nhớ những bài học này đó thì chúng ta mới thấy được những bài học hiện nay nó liên hệ bài học trước như thế nào. Mình không thể nào học về thuộc tánh của tâm mà mình không biết về, và không thể nào mà mình học chỉ một bài này mà không cần biết những bài trước mà mình có thể hiểu được. Do vậy rất là mong là quý Phật tử bỏ công ra học môn học này đó, thì chúng ta làm một việc là chúng ta làm quen với biểu đồ của chư pháp và biểu đồ của chư pháp. Ví dụ như là đôi khi cần một cái tìm hiểu là thuộc tánh bất thiện nằm ở chỗ nào, thuộc tánh tịnh hảo nằm ở chỗ nào, xúc thọ tưởng tư định mạng căn tác ý nằm ở chỗ nào. Và rồi chẳng những vậy, chúng ta lại dần dà tạo nên một cái sự liên đới trong thời gian sắp tới giữa tâm bất thiện, đây là tâm tham, tâm tham này đi với bao nhiêu thuộc tánh, đây là sở hữu biệt cảnh, trong sở hữu biệt cảnh sở hữu nào, biệt cảnh nào đi với tâm nào, vân vân. Thì cái đó thưa quý vị, nó lại đặc biệt giúp ích. Tức là lúc này là lúc mà chúng ta cần ôm nhiều, cần có cái nhớ, chứ không phải như lúc trước mà mình học, mình ngồi nghe các vị giảng sư nói tới đâu thì mình nghe tới đó thôi. Và cái đó là nó trở nên tương đối rất là khác biệt ở trong từ đây về sau này. Và rất là mong rằng quý Phật tử sẽ lưu ý, và lưu ý và lưu ý rất là kỹ lưỡng những cái phần này. Càng học càng sâu thì không những có cái lợi lạc, mà chúng ta còn cộng vào trong đó, đó là làm cho trí tuệ của chúng ta được sắc bén, được mài dũa, và được mài dũa thường xuyên với những điều này. Hy vọng rằng quý Phật tử
sẽ không có một thái độ học thụ động, nghĩa là thường thường trong cách học thụ động chúng ta là các vị giảng sư giảng thế nào nói thế nào thì mình gọi là nghe sao thì hay vậy thôi, chứ mình không có cần để ý nhiều. Nhưng mà trong trường hợp học thắng pháp á, thì nói theo danh từ mà sư trưởng ngày xưa có đôi khi sư trưởng hay xài gọi là ra tới ra lui, và ra tới là lui, tức là môn học đó mình đã học rồi, đã nghe rồi, bây giờ mình ôn nhắc lại. Và những sự ôn nhắc này cho chúng ta một cái hình ảnh chung là tại sao pháp này nó lại liên hệ pháp kia, hoặc là nó không liên hệ với pháp nọ, rất lợi lạc, và rất là lợi lạc cho người học. Chúng tôi cũng muốn nói thêm một điểm này là từ đây về sau, khi mà chúng ta học về thuộc tính của tâm đó, càng ngày thì nó càng bớt đi những cái ý niệm về thường thức. Thí dụ như là khi mình học về những cái thuộc tính tịnh thảo, tính niệm tàm quý vô tham vô sân vô si hành xả, mình nghe những chữ như là tính niệm tàm quý nghe nó rất là kinh tạng, nhưng mà trong thắng pháp tạng đó thì những chữ này được định nghĩa tương đối khác đi một chút. Và chữ tính ở đây không nghĩa là niềm tin của tam bảo, và như là tính tâm của chúng ta, niệm ở đây không phải là chánh niệm, mà thay vào đó thì chúng ta nên hiểu cái khía cạnh nó rất là tâm lý. Vì một người mà sống ở trên vùng đất hoàn toàn xa lạ, không biết gì Phật pháp, thì họ vẫn có thể sử dụng những cái thuộc tính của tính ở trung tâm thiền dục giới, và điều đó không có nghĩa liên quan đến niềm tin của tam bảo. Vẫn sự nhập nhằng định nghĩa lấy kinh tạng mà hiểu thắng pháp, lấy cái quy mô hiểu vĩ mô, nó tạo nên một số ngộ nhận rất là đáng tiếc của các vị học về A Di Đà. Nên chúng tôi mong rằng quý Phật tử sẽ để ý lưu tâm nhiều hơn về điểm này. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Bố Đa Tâm Ma. Kính xin chư vị giảng sư đã vào rung để thuyết giảng, đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy Giả. Sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ớt, sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thầy Giả. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Thank you.
con xin lỗi hướng phước lành mà khám cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân hiện tiền quá ban tròn phần phước duyên cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền tâm xa cầu cho mưa cho hòa pháp thân thường kiềm nhà nhà an thương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thân phẩm bảo tồn cánh nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành vốn quả vị nhân sở sa pang su bang ga lang ga khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu pa ve na so ti on tu ni ro ta rang ho tu sa pang su bang ga lang ga lang ga khan tu sa pa di va ta sa pa dhamma lu pa ve na so ti on tu ni ro ta rang ho tu sa pang su bang ga lang ga khan tu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.